Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay do thời tiết ở ngoài em nó thay đổi, thời tiết đột ngột, anh em không quay buổi cho anh em. Có một con chim, tóm lại là phải nói sơ qua này cho anh em được biết này. Một con chim mộc dở anh em nhé, con chim cực kỳ tâm huyết của em. Rồi em cũng quay tạm clip và chia sẻ đến toàn thể anh em. Nói chung là con chim này thì nó là con chim đỉnh cao anh em nhé. Một bé mộc dở thôi nhưng mà em rất chi là tâm huyết với nó. Mà giá thành của em nó cũng không hề rẻ đâu anh em nhé. Anh em cứ xem tham khảo clip, xem cân nhắc. Anh em là thực sự gọi là muốn sưu tầm em nó về để gột dàn móc số ấy, thì nhưng mà alo trực tiếp số tại của em. Còn những anh em nào mà nói thật là những anh em nào mà gọi là muốn gột để nghe hot không ấy thì có thể là bỏ qua anh em ạ. Con chim này thì nó được khoảng độ tầm 9-10 tháng lồng anh em nhé. 9-10 tháng lồng nó thuần chỉ được khoảng tầm 80% thôi anh em nhé. Nhưng mà để mà độ gấu, độ chơi của em nó thì cực kỳ đỉnh cao luôn. Em mang đi giọt rất chi là nhiều lần rồi. Hôm nay thì thôi em quay lên để chia sẻ cho toàn thể anh em mọi người. Nói chung là những con chim hay, chim đẹp, chim dù đắt hay dù rẻ là em vẫn cứ chia sẻ hết đến toàn thể anh em và mọi người. Nói chung là nó tùy theo túi tiền của anh em thôi. Nhiều khi những con chim như này mà nhiều anh em mới chơi ấy, anh em mới chơi mà về gọi là để treo nghe hot không thì nó lãng phí lắm. Nó lật, con này nó đi lật cầu đều bốn góc luôn anh em nha. Đánh mãn nhãn luôn. Nói chung là nó găm dí con nào mà càng bắt mặt nó càng dí tốt luôn. Gan nó cực kỳ to luôn. Nói chung là một con chim mà để anh em gột chơi giàng thì quan trọng nhất thì cái gan nó phải to. Bóng bộ con này thì em không cần phải tả nữa anh em ạ. Nó đẹp, xuất sắc luôn, không cần phải tả nữa. Màu dày, đinh đổ, gáy ngựa, phao câu to, lông mỏng. Nói chung là bóng bộ và lông lá em chim này thì hết được chấm, không cần, không có điểm chê. Quan trọng là anh em cứ nghe hết clip của em rồi em sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em. Anh em nào thực sự gọi là muốn sưu tầm cái con chim này về để anh em chăm móc số thì anh em cứ nhấc máy alo cho em. Và em cũng sẽ báo giá luôn cho anh em đỡ phải tò mò anh em nhé. Bé chim này là em chia sẻ cho anh em với giá là 7 triệu rưỡi anh em nhé. 7.500.000. Đấy, đâm ra là em nói luôn trên đầu clip rồi, nó không dành cho những anh em gọi là thích con chim để nghe hot không đâu anh em nhé. Con chim này là con chim tâm huyết để chăm thêm cột dàn móc số nhé. Còn nghe hot thì anh em có thể là lựa chọn những con chim bổi khác hoặc là những con chim thuần khác, cà phê nghe hot thôi. Còn những con chim mà anh em gột để đi đánh những cái gọi là đánh cờ cúp thì anh em hãng tuyển anh em ạ. Gan nó quá to luôn anh em ạ. Quánh kinh điển luôn. Nếu con nào mà bắt mặt mày nó săn sục, nó găm dí cho con nào mà yếu hơn nó đè ra bằng đi luôn anh em ạ. Chim hiện tại thì em đang chăm chăm cám bền lực của Hiền Bảo Khánh anh em nhé. Em đang nuôi cám bền lực của Hiền Bảo Khánh. Đang quay thì thời tiết đang nó chuẩn bị kiểu như ở chỗ em vừa hôm qua mưa to, bây giờ đang gió cơn mưa đen xì, đang muốn mưa to. Nói chung đẳng cấp lắm anh em ạ. Nó quá là dữ luôn. Thế tại sao nhiều con chim, nhiều anh em không biết gì, nhiều con chim thuần ơi là thuần em bán cũng chỉ có tầm 4 triệu, hơn 3 triệu, 4 triệu rưỡi, 5 triệu là bình thường. Nhưng con này nó chỉ được khoảng 9-10 tháng đồng thôi. Một bé mộc dở nhưng giá thành nó rất chi là cao. Nói chung là nó tùy thuộc vào con chim, tùy thuộc vào cái chất của con chim thôi. Lật cầu VIP lắm anh em ạ. Nếu con này mà để em trước ấy, em nuôi không nuôi đồng sinh đâu, em nuôi em nhốt ở cái lồng lan dày của cái lồng vuông cao ấy. Em để hai cầu thẳng, nó lật cầu kinh khủng khiếp luôn anh em nhá. Lật cầu găm dí cũng kinh khủng khiếp luôn. Nó săn ác quá. Nên ra em mua cái lồng sinh em cho 4 cầu góc để nó đi cho đều. Quá VIP luôn anh em ạ. Đấy, clip em quay khá là chi tiết, anh em có thể là thẩm. Anh em nào thực sự có nhu cầu kết em nói thì nhấc máy alo cho em. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em một nút like, nút đăng ký kênh em nhé.